Vâng, xin chào các quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hạnh TV của chúng tôi ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho Hạnh TV xin gửi tới các quý vị và các bạn lời chúc sức khỏe, lời chào tốt đẹp nhất. Chúc cho mọi người có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ. Và ngay sau đây, Hạnh xin giới thiệu một video clip về những bản nhạc tang buồn và những giọng ca hay nhất miền Bắc. Vậy, xin mời các quý vị và các bạn cùng đón xem. Mời quý vị ra bàn uống nước và đây sẽ được chân thành cảm ơn. Tiếng khóc của con gái con là Linh. Mẹ ơi, lúc này đây đi, con có thấy mẹ đi mấy đời. Ôi mẹ ơi, con gái con là Linh. Nay buổi sáng nghe đi biệt quê nhà cùng con gái con đã linh, con gọi mẹ đôi khi đời
mẹ nằm đây có nghe thấy đời con gái là linh. Mẹ ơi, con đi gái con là linh. Gọi mẹ bằng tất cả tấm chân đi tình nghề. Biết tìm đi mẹ ơi, mẹ ơi, từ nay con gái con đã đi quân về chẳng còn thấy mẹ đâu. Thương mẹ lắm mẹ ơi, nhưng biết phải làm sao đây. Sinh tồn này như tôi trời ơi. Lúc này để con gái con đà lý đi bay đôi con gọi mẹ thôi đành nhà vĩnh hiền mẹ ơi. Mẹ ra đi về cho con ở trên dưới.